Kính bạch Phật tử Tiên Thánh, các đại chúng mình, cũng bạch với tất cả các quý thầy đạo tràng. Từ hôm qua tới giờ thì trong gia chung cũng tu thiện đàn duyên tuần lâm định nghiệp của chân linh cụ Lê Đức Xú, tức Nguyễn Văn Hải em, ngày hôm nay vào tiếp tục đàn tràng. Trước tiên thay mặt cho các thầy đạo tràng, thầy cũng xin mời tất cả con cháu anh chị em của chân linh cụ về tới trước đàn tràng bản ra để theo các thầy lên khoa lễ cho được trang nghiêm. Thời giờ vào khoa đàn lễ, thầy cũng có lời với toàn thể gia đình. Ngày hôm qua thì vào khai đàn, mọi người ngồi ở trong chiên đàn, chúng ta cứ hay nói chuyện. Ngày hôm nay vào đại đàn, thầy mong là mọi người ta nói chuyện ở trong đàn. Thứ nhất, nếu phải nói thì nói nhỏ để cho các thầy đang hành lễ giúp cho gia đình, ở trên có chư tôn Phật Thánh chứng minh nên gia đình mình lưu ý. Còn nếu ai muốn nói chuyện riêng nữa thì chúng ta có thể lui gót ra khỏi đàn tràng và lên nói chuyện xong thì chúng ta vào lại đàn tràng A Di Đà Phật. Thầy mời tất cả gia đình mọi người sắp xếp công việc để vào trong đàn tràng, hướng lên đàn tràng theo các thầy lên quan lễ. A Di Đà Phật. Chủ trì thanh truyền càn khôn thiết lập trai đàn thịnh thế tôn, bao pháp trang cái lâm pháp hội pháp sư bộ đạo tốc khai đàn sở hữu bản văn hợp hành tiên bạch hóa tạng thế giới này chọn tông chỉ môn pháp đàn phúc lĩ thiền thuyền biết phú lăng ranh cứu khổ chi hồng ân Phật Nhật tăng huy vô lượng độ nhân chi đại đức hợp thử đàn nhi triệu khải cứu khỉ khoa Phật tiên hành Thích Ca Văn Phật bảo quả Di Nga Di Đà đạo sư kim đại âm ma tục nghinh tư giới động là quan tam đồ lam bắc đông tây thiên vương chi tỏa trời tiền hậu ta hữu bát thần tướng chi hộ trì bồ tát quân phổ thánh văn hiệp ta nhân đàn trai hội đại chúng đồng thanh cứu tiên mong trên cân ân chiến ngọc độ biển trận hoài từ rốn kinh niên trung quy tiểu tâm quần liêu niềm tinh tiêu chương nghiệp nhị thể chính tư trí quy trận đạo trần duyên nhi lỗi ngoại túc thanh đặc bản hữu bản thông trì tạm tạ tám đàn hổ quan hoàng đầu đại tướng an hạ hữu giác đàn đốc quan ca tỷ la đại tướng an hạ chiêu nhận thi hành sở hữu tay bản lô mật thời tiên bành lẽ trời đất âm dương là số vẫn thần hoàn kiên cổ xét soi thánh nhân là đấng tôn nghiêm vào giá chớ có coi xem là thường đăng trang này ngày mới mở trên pháp sự có lời khuyên can dù ai tới chốn đàn tràng ngửa trông Phật Thánh tọa và uy nga trôi loại sao xa rực rỡ vẽ mây rồng phương vũ uy nga chẳng phát tiếc phúc hà xa ai mà cũng kính ngắt là phúc thế nếu ngược lại xem thường thì bác đại gia
đều thấy mang tôn nhang. Luật trời tội ấy phải mang ăn mặn sám hối rõ ràng không sai. Ta hữu rắn sắc đôi ngày nguyện xét công đức ngày hôm nay đệ tử tâu dâng. Sở hữu bạc lôm hợp thời tiên bài. Phật ngự trên tòa đổ nhân vô lượng gần xa lương nhỏ. Khá đàn trang này tùy phương khai giảng phép chơi đàn có vàng ai bên các ngôi ngồi ngự tòa xem xét trên bốn cõi cùng bến ba đường. Bốn phương trời pho cho thiên tượng hộ trai đàn sau trước như ý. Kim cương tam cương hộ chỉ thánh văn bồ tát cực kỳ trang nghiêm. Trên cửu thiên mây bay chín tẻ các ngôi tòa hoa tẻ đỉnh chân Phật trời giang phúc tùng lâm bao nhiêu ma quỷ điểm xâm cõi ngoài. Nay nhà trai chủ thành tâm phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm hai ngôi hữu bằng chứng tình những lời tha thiết tấu trình kính dâng. Vật trời lâm tân xỉu liền thập nhập nguyệt là thập lục nhật tị thìn thời đặc bản đương đàn pháp sư thần tự pháp bao đạo hiệu hiển sơn phục sự đội lệnh đức ông phụng ngài pháp sư chi trượng đáo tam quang phật hóa di đà lúc lược sơn kích phá môn đỉnh tam thiên trượng tả ma ngoại đạo tận quy hà thiên tướng thiên binh phù đệ tử lưu ân đăng phúc đáo đạt tràng rĩ biệt minh minh đăng công rĩ.
lý rao ra phát nhạc phố trần. Ai ai nhà hoa nhì đâu thế. Đại chúng ban hành trai chủ trí thiền nhất tâm cảm cách
chiêm ngưỡng đại thừa tám cây hoa đào. À, ra dư từ mẫu lưỡng ôi ơi. Hà nội đắc thanh an ha, chí tâm kim tương nhất chú biến tập phương ha. Pháp dân quang khai thái.
tịnh y bằng pháp thì quán sái đạo tràng nhất chức tài chiêm thập phương cô khiết. Ngã Phật giáo tăng trung nghiêu sái tịnh mật chú chân đề đà na ni chân ngôn cần đương trì tâm. Chỉ kiếm nhàng quang minh ngân đại biến pháp giới cũng giảm thập phương vô giới. Tam thiên tề đời nhất chân diệu thể năng thông thánh lực viên long ra ngăn cách kia tề thiên đứng ma thăng thiên nhập địa tự sát ra phó cảm mi linh cứu từ độ sinh như khoảnh khắc kế và nghịch nhân thánh tu tạ thần công giới phụng thỉnh chân ngôn cần đang chỉ từ chân ngôn thân triều thỉnh nga trực phù sứ giả nguyện thân là chi trong thờ tam bảo lạc gia chi thử nhật kim thời lai ra. Thank you.
nhiên đăng sang phố bài y giám liệt. Nguyện đăng đơn đoàn chi khẩn thiểu thân bằng cũng chi nghi nơi cung nhận chân ngôn cần đường trề đạo. Lê Nguyễn Đức Hiệp
dưỡng tử phạm xuân hồng. Hôn tơ nguyễn thị mai bùi thị ngọc nguyễn thị thanh trần thị hầy lữ tử lê nguyễn thị hồng lê nguyễn thị hảo lê nguyễn thị hương lê nguyễn thị khơm tế tử nguyễn cảnh ngọc lương cảnh thăng nguyễn văn thành đội tôn lê nguyễn đức thành trung hoàng thị hường lê nguyễn ngọc thủy phạm xuân thắng lê nguyễn trọng khánh đặng thị thu lê nguyễn trọng và khánh lê nguyễn trọng tài lê nguyễn thanh ngân ngoại tôn nguyễn cảnh đức nguyễn thị khánh linh lương quỳnh hoa lương trọng khôi nguyễn thanh hầu nguyễn thành hiếu nguyễn thị thu huyền tôn lê nguyễn Hoàng Bảo và Ly Lê Nguyễn Hoàng Bảo Na Nguyễn Thị Ngọc và Quyên Nguyễn Cảnh Ngọc Quyền Trần Nguyễn Minh Đăng Phạm Đức Lương Trần Ngọc Khánh Vi Trần Đức Thiện Nhân Trịnh Đức Việt Trịnh Các Hà Mi Lê Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Hoàng Gia Minh Phạm Ân Thiên Phạm Thị Bích Trâm Đại Vì Hợp Đồng Toàn Đông Môn Quyên Đặng Thiện Tâm Bách Bái Tu Thiết Tiến Lễ Tuần Năm Định Nghiệp Hướng Ninh Nhân Khảo Cẩn Thu Kim Nguyên Các Trần Trượng Mạnh Pháp Ba Sư Tiểu Vua Ra Sư Tu Thiết Pháp Đàn Thú Viên Di Tát Kỳ Sở Tiên Trị Vạn Sinh Đạo Ra môn đi các cánh bàn đàn thần đắc thử nay tử cẩn án đau ba phục ngành pháp sơ Kim ma văn công nga văn hạ khánh thỉnh biểu nhất phẩm hạng thượng nga hạ phóng ngân cụ toàn ngưỡng phiền thần nga ngữ cẩn tê ngã hạ thần quốc lưu đi cung tấu tiếng hiệu tiên kim viết cung tấu tiếng địa phủ phong đô cung tấu tiếng Phổ Phổ Tăng cũng tấu tiếng Dương Phổ Đại Nhạc cũng tấu tiếng Kỳ tài văn trùng chi trùng bằng không ma yêu hồi đắc trợ duyên thời khắc cứu quài Phật đoá rao trung lưu A hồ chấn ngôn văn và thăng hoàng hàm tuân Phật chỉ phong hòa phụng hành Phật bình thông tiên tu trí quan phát cả hữu quan ngứa Ý thiên tập tiệm sứ giả án hà chuẩn thư Thiên phổ tứ thiên sứ giả án hà chuẩn thư Địa phổ diệm ma sứ giả án hà chuẩn thư Thủy phủ không hành sứ giả án hà chuẩn thư Đông cảnh thổ địa minh quan án hà chuẩn thư Nguyện thập lúc nhất tị thời pháp quan đương đàn ra trì pháp sư thân tử pháp bảo đạo hiệu huyền sơn phụng hành anh kiên bình rương thủy lục chư khoa đổ âm bao rương pháp đan cẩn tấu vì việt nam quốc ai phong thành Lê chân quan hư hạng phở như hạng đường ra số một gọi bày hay hiệu ý vô Gia sư cư thượng vọng Phật bảo an trai chủ cô ai tử Lê Nguyễn Đức Hiệp Lê Nguyễn Quân Kỳ Lê Nguyễn Song Toàn Dưỡng Tư Phạm Xuân Hồng Hôn Tư Nguyễn Thị Mai Bùi Thị Ngọc Nguyễn Thị Thanh Trần Thị Hải Nữ Tư Lê Nguyễn Thị Hồng Lê Nguyễn Thị Hảo Lê Nguyễn Thị Hương Lê Nguyễn Thị Thơm Tế Tư Nguyễn Cảnh Ngọc, Dương Cảnh Thăng, Nguyễn Văn Thành, Đội Tôn Lê, Nguyễn Đức Thành Trung, Hoàng Thị Hường Lê, Nguyễn Ngọc Thủy Phạm Xuân Thắng Lê, Nguyễn Trọng Khánh Đặng, Thị Thu Lê, Nguyễn Trọng Khánh Lê, Nguyễn Trọng Tài, Lê Nguyễn Thành Ngân Ngoại Tôn Nguyễn Cảnh Đức Nguyễn Thị Khánh Ninh Dương Quỳnh Hoa Đương Trọng Khôi, Nguyễn Đa Thanh Nga Học Nguyễn Thành Hiếu Nguyễn Thị Thu Huyền Tôn Lê Nguyễn Hoàng Bảo Ly Đê Nguyễn Hoàng Bảo Na
thị ngọc quên nguyễn cảnh ngọc quyền trần nguyễn minh đăng phạm đức lương trần ngọc khánh huy trần đức thiện nhân trị đức việt trị các hà mỹ nê nguyễn quốc anh nguyễn hoàng gia minh phạm ân thiên phạm thể bích ca trăm đại vì hợp đồng toàn ra tam tôn xuất chúng tử tôn nam nữ nội ngoại đẳng thiểm tâm bách bái thu trai ân cần từ sức phục vì toàn lâm định nghiệp trần na định hiền khảo lê đức su tất ca nguyễn văn hải trần na định nguyên la mạnh sinh ngư đích chiếu niên mọi nguyện nhà thời tổ sinh ngưỡng bát thập vũ tuế đại hạ vũ tân chiếu niên thập và nguyện thập ba nhân đã nhập mùi thời mạnh trung kinh tiến nội la tiên tổ cổ lê đức việt dương thị trấn đức bạo trần thị nhân tổ cô lê thị cúc qua mạnh tổ tộc lê cục lê đức tý lê đức dựng vũ thị nhúc lê đức bình lê thị tý trần văn tiều lê đức đông lê đức xuân lê đức mạnh phổ cấp trần đình cùng nguyễn quý công tử phúc thiện nguyễn phúc dũng nguyễn quý công tử phúc lương nguyễn phúc thiện nguyễn phúc tái mạc thị ta mạc thị thục hoàng thị tường nguyễn phúc rùm tổ cô nguyễn thị gái mạch tổ tộc nguyễn nguyễn văn sĩ nguyễn phúc đơn hoàng thị lai trần thị lâm nguyễn văn cách phạm thị đậu nguyễn thị đào nguyễn thị gác hoàng văn tiêu nguyễn công tô nguyễn thị lê nguyễn thị lộc phổ cập trấn ninh cổ lê công lương phạm thị ghi lê thị khang trịnh thị phi lê công đồng lê thị hoán phổ cập cao cao tổ khảo cao cao tổ thì cao tầng tổ khảo cao tầng tổ thì cô đi thì bội túc ba đệ huynh tổ cô ông manh cô bé đỏ tại ta cậu bé đỏ tại ta lịch đại chư vị trấn ninh hị qua đánh vô kỳ hữu kỳ vô đánh thượng cao kỳ tổ khảo hạ trí huyền tôn phái đẳng đẳng chi cành tịnh cấp tiên chủ học và chủ thương mong nghiệp tự tại bản ra bản xứ đồng trượng trai chuyên quân chưa tịnh ca thiết liệm chân linh viên tòng tiểu hóa tâm trí nam minh dương khiên mạng thức ư tiển sinh âm hóa vị chi vu hậu nhật bất bằng tiến bạc hà sĩ siêu thăng do ra ra cẩn thủ kim ma nguyệt các nhật túc thỉnh pháp sư tử phụ vu tại gia ra sư khải kiến ân độ trai đàn chu viên nhi tán kim ma tắc bản đản thần đắc thứ đai từ cần an giáo hoa phụng hành pháp sư túc bức tôn thần tư tiên hạng chi tuyển hành quản chư phương chi chúa tể thông minh chính trực thiện trương thiện ác dĩ vô tư hiển hách y linh phúc thiện họa dâm nhi hữu chuẩn phẳng hữu sở sự cả ba bất văn chi vi thử hợp hành phù điệp nhất đạo thượng đạt tòa hạ phủ khất khán tường sự đi cẩn vật tử tâm ủng hộ đàn trang khôn nhương phật sự công quy trai chủ phúc cập gia môn nhất thiết sở tổ tổng tâm quả tài ti tu trí điệp giả hữu điệp thế nạ đô đại thành hoàng đại hướng tư gạ đương cảnh thành hoàng tứ chúa đại tư hạ kim liên thái tuế triệu vương ngày kiến bà thổ thành hoàng lam hải uy linh thánh trần công chúa tối linh đại vương từ hạ ngũ phương bản cảnh chúa bà vũ quận quyến loa làm bạch hóa công chúa từ hạ tự công vô sứ đảo ranh lý công đạt danh lý đạt công tào liên công tào sứ đà lý văn minh quý quách hằng nguyện công tào sứ đà cao tế dân huy lan viết lương nhật công tào sứ đà lâm nguyên thanh huy du thanh đợi công tào sứ đà hoa tân khánh huy điền bạch sương đơn quang kim đồng ô văn chân đơn hoang hợp
Lữ linh nha phải lữ triệu thương tố quang kim đồng triển diễn khanh tố quang bậc lữ bao vân thượng đối công tảo tiêu công lô trung đối công tảo trình biến đi hạ đối công tảo chúng nguyên bá thượng đối đường hoàng tông tự tử nguyên trung đối hạ tục bản tự tử sơ hạ đới chu vũ ly tự từ trung đồng tê biểu trạng thân quan tỳ điệp nghệ trí thiên đình tại quang minh tự phổ hiền phật chứng minh công đức thành tựu đệ tử huyền môn tự pháp bảo đạo hiệu huyền sơn pháp bút phê trương tuế thứ tân sửu liên thập nhất nguyện thập lục nhập tị thời pháp quan đương đàng trì pháp sư thần tự pháp bảo đạo hiệu huyền sơn phổ ngài chí minh chí cam thi thánh thể hiện cứ nay hô hấp chi đang vãng phản tu đi chi tế cung ri sứ là bạo lực khôi thất hồng đới hậu thủy tướng biêu khôi kỳ mi trường thanh tú nhượng như tinh hỏa bộ nhượng vân phi tam giới tuần lưu tứ phương xuất nhập thêm tất cả tương ương đảng tâm khôi phí nghi hoa quả ngạ tình cảm trần thông thính tấu cao rã vọng kỳ thiết thiết kỳ khẩn là tất tại trùng trùng cũng quy quan văn trạng từ tại mã phi nghi tế trái chủ nhất tâm chỉ khẩn thành ngưỡng phèn chư ra tốc tế trình hoặc là ngộ thiên đa mà chúa tràm diệt tình văn mẫn trạng ngạch thiên đỉnh khai thông đạo lộ tê thử biểu tiền đối tam phổ tấu phân minh chư Phật văn chi lai đăng hạ phúc lai trai chủ thọ trường sinh. Bồ đề sứ giả thay thông tiến tài văn tâm thứ đạt tâm con. Nhờ sứ giả văn tài tâm hóa tiên sĩ đã ngách đoan thử dư. Phật tế thử thâu thần văn tự. Thánh chúng thánh tiền tùy phù công anh sứ giả danh tự liễu nghệ tâu cùng thiên đế bệ hạ long môn tà thù phục ngàn hiệu độ xếp ma phục linh thánh giả tê thư tâu thân tùy thương canh thổ địa linh quang danh tự kỳ tế phán vô lòng chỉ thợ cung bệ hạ tấu đồng ngũ vị sứ giả thông nhập thời Bồ Tát Di Lặc phục biểu ấn Tê Đạt Di Văn Thiên Phụ Địa Phụ Thủy Phụ Thổ Địa Thiên Châu Nguyệt Châu Nhất Châu Thiên
phong biểu hát lan tê thương quan tâm dân độ học chữ khai thương tiên tâm quốc ký Thank you.
ba. Thank you.
pháp thủy quan sái trai đàn nhất trích tài chiêm thập phương câu khiết ngã Phật giáo tạng trung nữ mật chú chuẩn đề đà na ni chân ngôn cẩn đương chi
phương giáo chủ cứu phẩm giáo sư A Di Đà Phật cứu nhất thiện Phật tặng thập phương tặng thế nhất thiết chư Phật. Phật tử Quảng Đại Hoàng
khôn túc thành. Viên thiết tu trai chi lễ à, dùng cầu giải thoát tu trượt từ quang viên hữu vi Việt Nam quốc Hải Phòng thành Lê Chân quận Dư Hàm phường Dư Hàm đường gia số 1/72 hiệu Y Vu gia sứ thiết làm tài bản gia sứ cư thượng ni phục à. Bắc la ở Phật tay nghiêng cũng được đương thiên tù trai toàn nâng đệ nghiệp cô độ ra tiên đoạn trừ chúng ta trong bầu kinh chư nữ tiếp ba tấu biểu quan triệu linh trang khải khai quang an vị vong linh tuyên kinh kỳ phúc khai phương mở ngục ngũ phương giải oan căn kết cấp điệp độ vong hoa mã minh nhi trúc tử kinh tiên tiên tổ nội ngoại phòng sinh cầu phúc thi thực cô hồn nguyện kỳ âm siêu được cánh quân lợi sự kết ma kinh thần trai chú có ai từ đề nguyện đẹp nê nguyện quân kỳ nê nguyện song toàn dâng tự phạt xuất hùng hùng tư nguyên thị mai bùi thị ngọc nguyễn thị thanh trần thị hải thứ tự nê nguyễn thị hồng nê nguyễn thị hảo nê nguyễn thị hương nê nguyễn thị thơm nê tư nguyễn cảnh ngọc vương cảnh trang nguyễn văn thành đồ tôn nê nguyễn đức thành trung Hoàng Thị Nga Hoàng Lê Nguyễn Ngọc Thủy Phạm Xuân Thắng Lê Nguyễn Trọng Khanh Đặng Thị Thu Lê Nguyễn Trọng Khanh Lê Ai Hạ A Nguyễn Trọng Khanh Nguyễn Tôn Lê Nguyễn Hoàng Bảo Ni Lê Nguyễn Hoàng Bảo Na Nguyễn Thị Ngọc Quyên Nguyễn Cảnh Ngọc Quyền Trần Nguyễn Minh Đăng Phạm Đức Lương Trần Ngọc Ca Khánh Vi Trần Đức Thiện Na Nhân Trịnh Đức Thiện Trịnh Các Hà Vi Lê Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Hoàng Gia Minh Phạm Ân Thiên Phạm Thị Bình Trần Đại Vi Đồng Phạm Gia Dương Môn Quyết Ni Đăng Thị Tự Nhật Tượng Ca Lân Cẩn Tử Sân Phục Vì Tu Trai Tuần Lâm Đệ Nghiệp Trần Đình Nha Hiện Nà Cao Tiền Sinh Xã Hội Việt Nam Lão Niên Lễ Đức Su Đức Nguyễn Văn Hải Trần Ninh Nguyên Bản Sinh Vô Linh Chiếu Liên Mội Nguyệt Nhật Thời Phủ Sinh Hưởng Mão Điển Bác Thờ Phụ Tuế Đại Hạt Vương Tân Sửu Niên Thập Nguyệt Thập Nhất Nhật Mùi Thời Mệnh Nghĩa Trung Đồng Kinh Tiến Nội Ra Tiên Tổ Cổ Lê Đức Viện Dương Thị Trấn Lê Đức Bảo Nghiên Lê Trần Thị Nhân Tổ Cô Lê Thị Cúc Hoa Mạnh Tổ Tộc Lê Lê Đức Tý Lê Đức Rậm Vũ Thị Dung Lê Đức Bình Lê Thị Thi Trần Văn Tiểu Lê Đức Đông Lê Đức Xuân Lê Đức Mạnh Thị Cập Trấn Ninh Nguyện Lê Ra Tiến Ra Tổ Cụ Nguyện Các Quý Công Đức Phúc Thiện Nguyện Phúc Rồng Nguyện Quý Công Tự Phúc Lương Nguyện Phúc Thiện Nguyện Phúc Tái Mạc Thị Tề Mạc Thị Thủ Hoàng Thị Thường Nguyện Phúc Rồn Tổ Cô Nguyện Thị Gái Mạnh Tổ Tộc Nguyện Nguyện Văn Sĩ Nguyện Phúc Rồn Hoàng Thị Nai Trần Thị Lâm Nguyện Văn Cách Phạm Thị Đạo Nguyễn Thị Đạo Nguyễn Thị Rác Hoàng Văn Tiếu Nguyễn Công Tố Nguyễn Thị Nê Nguyễn Thị Lộc Phố Cập Mạc Ra Tiên Tổ Cụ Nê Công Dương Phạm Thị Nghì Lê Thị Khẩm Trịnh Thị Phi Nê Công Đồng Nê Thị Hoán Phù Cập Cao Cao Tổ Kháo Cao Cao Tổ Thị Cao Thẳng Tổ Cao Công Đồng Điệt Vị Đẳng Đẳng Như Vị Hương Linh
cô bé cặp hoa bé tại nhà đồng được cái liên quân châu tỉnh cảnh nhà thiên ni thiết liệm chân linh nhất chân hiểm hoa tứ đại khi không mình mình phách tán vô trường thiên liệu liệu hồn quý ư đại địa bất bằng tiến mặt na đắc siêu thăng do thị kim nguyệt các nhật tu tiết vương hoa kim ngân na niệm tình cũng phu trần cổ phiếu số văn tối khải cung duy nam mô thập phương vô lượng thượng trụ tam bảo kim liên bãi hạ nam mô báo hữu ma mục kiền liên tôn giả kim liên toa y nam mô u minh giáo chủ bản tôn địa tạng vương bồ tát hồng liên bãi diêm na thiên tử thập điện từ vương tinh quyết ni nam mô tam thừa đại giác chư vị bồ tát chư hiền thánh tăng hồng liên bãi nam mô tây thiên đông độ nam việt lịch đại tổ sư tông sư thiền sư chư vị bồ tát thiền tòa y tam giới thiên chúa tứ phủ vạn ninh công đồng thánh đế ngọc bệ y cung vọng phật từ động tùy chân giám phục nguyện thích ca từ phủ thị bảo thù dĩ đề huệ Di Đà đạo sư phóng kim quang nghi tiếp dẫn tỷ chân linh thoát ly khổ ái trực vãng lạc ban sinh cư tây trúc chi hương tòa tại niên hoa chi cảnh âm giả đắc siêu đắc độ dương môn tăng thọ tăng can mậu ứng ngũ phúc chi chủ dĩ điện bất thứ vĩnh hưởng tam đa chi khánh vô bất nghi tồn một quân an ấm dương nướng nội đám thần hạ tình vô nhập khích thiết bình dinh chi trí cẩn tấu dĩ văn thuế tài tân xỉu liên thập nhất nguyệt thập lục nhật phục hành pháp sử trai chủ khấu đầu hòa an thương nghi sói an toàn lọc sớ cái lọc sớ này là lọc sớ Hán thầy dịch ra theo cái nghĩa lô để cho gia đình con cháu mọi người biết được ngày hôm nay cái ý nghĩa của cái đàn tràng mà mình tu thiết cầu siêu độ cho chân linh của người cha quá cố của mình như thế nào. Di Đà Phật. Thánh đức chân minh cổ hữu sơ văn đi đường tuyên na bạch nhà trời chúng con thiết nghĩ rằng cỡ tử bi mở rộng khắp mười phương đâu cũng một nhà đèn tuệ soi mà chúng con trông vào anh ngã sang lòng thèm chúng con nhớ mong bao đắp tình cha cầu Phật độ vong dãy lòng thành kính mà ngày hôm nay tại Việt Nam quốc thành phố Hải Phòng quán đề chân được phường thứ hàng ra số nhà 1 ngõ 72 chúng con tu trai tuần năm định nghiệp của cha mà nguyện cao phật thánh dạy chữ trùng tăng trùng phục trùng âm trùng dương nguyện cầu chư vị thánh tổ nguyện ra cầu tiếp ma linh nhà phát tâm biểu quang triều linh nhà sáng tay khai quang an vị tuyên
cầu phúc nguyện ta kỳ. Tây phương mở ngục ngũ phương giải oan các tên cấp điệp độ vong. Hóa mã minh nghi trúc tử kinh tiên tiên tổ nội ngoại mà hôm nay. Ngày hôm nay chúng con là con trai của cha đây. Nề nguyện đức nhập, nề nguyện quân kỳ. Lê nguyện sang bàn cùng con nuôi của cha là Phạm Xuân Hồng. Con dâu của cha là Nguyễn Thị Mai, Bùi Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Hải, con gái là Lê Nguyễn Thị Hồng, Lê Nguyễn Thị Hảo, Lê Nguyễn Thị Hương, Lê Nguyễn Thị Thơm, con rể cha là Nguyễn Cảnh Ngọc Dương, Nguyễn Cảnh Ngọc Dương, Cảnh Thăng, Nguyễn Văn Thành, cháu nội là Lê Nguyễn Đức Thành Trung, Hoàng Thị Á Hương, Lê Nguyễn Ngọc Thủy, Phạm Xuân Thắng, Lê Nguyễn Trọng Khanh, Đặng Thị Thu, Lê Nguyễn Trọng Khanh, Lê Nguyễn Trọng Tài, Lê Nguyễn Thanh Ngân, cháu ngoại của cha là Nguyễn Cảnh Đức, Nguyễn Thị Khanh, Linh Dương Quỳnh, Hoa Dương Trọng Khôi, Nguyễn Thành Hậu, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Thị Thu, cùng các chắc của cha là Lê Nguyễn Hoàng Bảo Ni, Lê Nguyễn Hoàng Bảo Na, Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Cảnh Ngọc Quyền, Trần Nguyễn Minh Đăng, Phạm Đức Dương, Trần Ngọc Khánh, Phi Trần Đức Thiện Nhân, Trịnh Đức Việt, Trịnh Cát Hà Bi, Lê Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Hoàng Gia Minh, Phạm Ân Thiên, Phạm Thị Bích, trong cùng thể toàn gia đình mà cúi đầu chúng con xin kính lễ ân cần phục vì cha con là Lê Đức Sô Đức Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Mệnh sinh tại năm Đinh Sửu, niên hưởng thọ trần gian 85 tuổi đại hạn năm Tân Sửu, niên tháng 10 ngày 11 giờ mùi, không may lâm bệnh mạnh trung. Mà ơi tháng ơi, đổi không biết phu lùi nở mây che trách ai, khiến ra cảnh điệt ni, khiến trần thấy âm dương đôi ngã. Bỗng phút chốc trời mây ảm đạm, bắt đầu tinh bắc đã xê tàn, đất đường bằng nỗi trận phóng ba. Sao bắc cực hào quang cha mở tối hiền cha ơi, cây đường nặng mà rõ nay đất ngược, chúng con chưa báo đáp mà cha đã vội ra đi. Trách hóa công sao khéo cơ cầu, cho đến nỗi gia đình mình từ đây vắng vẻ. Chúng con mong tưởng cha còn được nhiều tuổi thọ, mãi tóc bạc xương lão mạc cha mang. Tưởng trời cho bách tuế vị kỳ, chữ thọ khảo cha sẽ được hưởng 100 tuổi. Hồi thường ơi cầu nhất đan vô thường, ai bày ra
cha ơi, lời cha giáo huấn chúng con còn ghi nhớ tình cha con. Tình cha con sớm tối vui vầy đi cha an. Chúng con phải giữ gìn được câu hiếu thảo. Cha ơi thúc bá cô gì chúng con còn đó sao cha nỡ vội ra đi. Đúng ấy hả con à, vội ra đi chúng con ở lại mong tưởng ngày thêm lòng thương nhớ à, ơi thật là quả đất xoay vần. Ai làm nên là nỗi đường đi biệt âm dương cách biệt là. Ai làm nên nỗi biệt ly trên hương thấy bao giờ chúng con mới được lại thấy mặt là. Chúng con biết nói gì hơn câu kinh cầu kệ đất đường bằng. Đất bằng đi cung quấy nguyện trời cao kia có thấy thần tứ đại cha về lại tứ đại. Nhân nếu đạo thức tỉnh vô thường cảnh tục trần chứng quả vô sinh. Sáu căn trong sạch từ nay linh hồn cha được giải thoát. Vậy chúng con xin kính lễ Đức Phật Di Đà tiếp dẫn vong hồn cha chúng con về với an lạc. Đức Thích Ca hóa độ lên ngàn rắc vong hồn na. Đức Địa Tạng Đại Sư, Đức Địa Tạng Đại Sư rồi ngài sẽ lại thừa hè lại quyền cho pháp sư dùng tích trượng mở nơi địa ngục xem bảy máu tỏa hương chi kiến nước ba sinh đã được đặt bày. Từ đây linh hồn cha được giải thoát. Đất nhà Phật được giải thoát về nơi đất Phật. Thuyền Bát Nhã treo với bể Thích Nhã lực dương chi tắm sạch nào nào. Linh hồn cha được giải thoát. Thà nội chúng con lại nhớ cha người thời trung học tinh nết ôn hòa. Việc làm thêm điệu sống lo chưa trong gia đình. Cha luôn là người chính trực. Đến lúc gia đình vui vẻ chúng con luôn cầu nguyện cha được mạnh khỏe trường tồn. Những lúc cha bệnh tật bất an mà anh chị em chúng con luôn tìm thuốc để cha chữa bệnh và luôn luôn cầu cha được mạnh khỏe. Tôi hỏi cha ơi, vẫn điều vẫn câu kinh chúng con xin lễ Phật mà cầu nguyện nhớ thương cha chúng con chỉ lễ trăm mà lòng. Cha về trước cửa đang trang lễ Phật cầu đắc siêu sinh và chúng cho tấm lòng thành. Chúng con anh chị em cùng các cháu và toàn thể gia đình mà đền công ơn cha sinh thành.
mà chúng con cúi đầu xin được tiếp sớm. Sơ đôi trước Phật Thánh nguyện nguyện cầu Phật Thánh chứng minh trai chủ thành tâm dâng lên lễ ba lễ rồi dùng như lửa trần tốc hóa. Sống phục vì tu trai tuần năm định nghiệp hiền cảo nê đức
A Su Tức Nguyên Văn Hải Trăng A Ninh Nguyên Mạnh Sinh Ngô Ninh Chiếu Niên Gọi Nguyệt Nhân Thầy Thủ Sinh Hoàng Mạo Điện Bác Thập Ngu Tuế Nay Hạ Vô Tân A Sửu A Niên Thập Nguyệt Thập Nhất Nhật Mùi Thầy Mạnh Nhà Trung Tư Do Tuần A Năm Định Nghiệp Chân Ninh Hiện Khảo Đồng Kinh Tiếp Chân Ninh Nổi Ra Tiên Tổ Bộ Nê Đức Cơ Viện Dương Thị Trấn Lê Đức Bảo Trần Thị Nhâm Tổ Cô Lê Thị Phúc Hoa Mạnh Tổ Tộc Lê Lê Đức Cơ Tí Lê Đức Dậm Vũ Thị Nhung Lê Đức Bình Lê Thị Tí Trần Văn Tiểu Lê Đức Đồng Lê Đức Xuân Lê Đức Bạch Tịnh A Cập Nguyễn Đa Tiên Na Tổ Phục Ba Nguyễn Quý Công Tử Phúc Thiện Nguyễn Phúc Rộng Nguyện là quý công tử phúc nương nguyện phúc thiện nguyện phúc tái mạc thị tài mạc thị thục hoàng thị tường nguyện phúc rồng tổ cô nguyễn thị gái mạnh tổ tộc nguyễn nguyễn văn sĩ nguyện là phúc rồng hoàng thị nay trần thị năm nguyễn văn cách phạm thị đậu nguyễn thị đào nguyễn thị các hoàng văn tiêu nguyễn công tố nguyễn thị Nê Nguyễn Thị Ngọc Định Cập Ngoại Ra Tiên Cổ Cũ Nê Công Đương Phạm Thị Nghị Nê Thị Cập Trịnh Thị Phi Nê Công Đồng Nê Thị Mắt Phô Cập Cao Cao Đồ Cao 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 Đồ Thị Cao Tầng Đồ Cao Cao Tầng Đồ Thị Cô Nhi Thị Bội Trúc Phá Đệ Huynh Đồ Cô Bách Nga Đức Cô Bé Đồ Tại Nga Cầu Bé Đồ Tại Nga Thân Điển Tích Viễn Cận Thân Sơ Tử Huyền Tất Đồ Đi Tế Đa Vong Đằng Hằng Chư Vị Chân Ninh Đồng Trường Trai Duyên Quân Treo Tây tiền phật đi nhậu di nguyện nguyện chư chân linh cho phép bò lương phát thánh nhờ chân ngôn bí mật tối minh về đây thu ấm lòng thành nén hương bát nước cơm canh ra quý con cháu ngay nước em cũng trở nên chiêu sơn thảo mộc nhân sinh thế thượng tuy nhiên lão thiểu bất đồng phu quy tôn ti nhận lại từ sinh bình đăng ca như tam hoàng thọ mạnh khởi thọ luân hồi thịnh thời vũ đế thánh quân làm điều bất tử tham bắc bất liên chi bành tổ sai tam thập tuế chi nhan hồi phàm đánh nho tư tử sinh nhất ra thần long hiệu được nam ni hạn tận chi nhân biến thuốc linh đan mà kêu số trung chi sĩ huân nhân sinh tại thế nam nữ sở đồng dục bách liên nhi tác công lanh sự ra nghiệp ra thiên tạo định toán thiên nát quân minh hoàng nương nhất mộng ngại quy tịch độ kim vì hợp đồng đoàn ra tăng môn xuất trung tử tôn nam nữ nội ngoại đảm tử tâm thiết địa tâm hoài báo đáp quốc rục chi công Bác ca thỉnh kính trần đi cảm nhất hào chi hữu nguyện nam phi nghi cung trần bay tạo hóa luân hồi vôi vũ tăng hoàng chi ly hồng dương cách biệt giới ư đĩ vãn chi hồn giới tư cốc đan đu nghi cảm bạc quỷ tâm trúc tiên liệu tiên vắng cực bỗi hoài báo đáp cô đo chỉ tiểu cung trần tứ hoạch tinh linh chi điện đồ hữu tiểu tại bối trung kinh trần sơ kinh xuất diện trong tiểu giai đại vì gia đình dâng lên trục chén tuần sơ hỡi là văn linh hồn là bộ lê đức sô đức nguyễn văn hải hồn lợi hồn nơi thầy như xương kia buổi sáng như tuyết ban ngày số trời đã định đổi thay được nào cuộc đời thì như đất chiêm ba hồ vương tranh ba ai nào còn đâu đức phật mình lại đức khi số tặng tần tỳ hoàng đi xuân tắc ai dục an hoàng đệ
cao đến khi số tặng mình cùng cũng không mang được chút nào độ thân lại như đức mạnh thường quân. Lòng nghìn thủ tục lòng trong kiếm mơ cò một mình nghìn cỗ xe rồng nghênh ngang đến khi gặp quỷ vô thường cũng đánh bò lại chẳng mang theo ai. Sùng vương khải đầu sáu cũng không mang được chút nào độ thân lại như tân tống đương tề chu tần hán quỷ cũng về tay không. Tân người như lớp lưu lòng sống thời hằng ai anh hùng phong hoa tòa cao các ký nhà lầu hình hài quan quách thì cũng phải ra ngoài đồng hoang. Dẫu có làm lên được đáy tia xiêm vàng trống xa một lắm cỏ hoang xanh gì hoa hoa ba tiếng cha mẹ cho được làm người lai củ được 85 tiếng cũng lại thành người trăm lăm. Ba cái đất đào sâu chôn chặt trốn suối vàng người cốt gửi xương hồn ơi tấc đất vô thường cốt sao phù hộ cho các con các cháu anh chị em ở trần gian được khang ninh đó. Ôn cụ ơi nghe lời thầy dặn xin hồn đừng lui tiếp cảnh trần gian vì rằng sinh ký tự quý sống ấy là gửi thác về đoàn tụ cùng với lại tổ tiên. Ngày hôm nay đại ngũ định nghiệp lâm tuần lòng thành bát cơm lòng quả trứng gia đình con cháu sắp sửa dâng lên ngưỡng mong đức Phật hồng ân mà độ cho băng được trầm luân nhẹ nhàng. Mà may sao nhờ có chốn niết bàn để ngày ngày tham tháng vong linh hồn được tiêu hồ giàu. Cùng thị âm dương thị lộ sinh tử thù đồ trong sáng tiền đường bất kiến bẵng ai chi tích đồng lân tây tử bất văn tiêu ngũ chi thanh. Châu lệ lưu sâm tâm sầu thiết thiết cốt sâu phòng ngư hoàng ngài hồn thăng thượng trí đơn đại kim đi hiếu trù gia tịch nga văn cung trần là hiến là trong tiểu chốt tiểu
tâm thay khắc quy hành âm dương cách biệt ư thuyền đài hiếu hữu khởi vong ư tồn bất quyền hướng linh siêu tiên giới thượng bích khán hỏa quy nhập chu lăng thúc âm nhi tôn thụ hoàng âm nhi chiêu nữ trai chủ kiền thành bái tạ chân linh chính tiên tộc gia tiên gia ngũ tứ bái. Đầu giờ chiều thì chúng ta vào nghi lễ cầu siêu trong buổi chiều. Nam mô A Di Đà Phật.